Haaland ném bóng vào đầu trung vệ Arsenal. Tiền đạo Erling Haaland gây hấn với Gabriel ngay sau khi John Stones gỡ hòa 2-2 trong mọi cuộc ẩu đả cuối trận Man City, Arsenal ở vòng 5 ngoại hạng Anh. Trên sân Etihad hôm qua, trung vệ John Stones đá bồi cận thành trong pha dứt điểm cuối cùng ở phút bù thứ 8, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Man City. Trong khi các đồng đội chạy đi mừng bàn, Haaland vào lưới nhặt bóng và ném vào đầu Gabriel. Lúc này, trung vệ Brazil đang thất vọng vì bàn thua, lấy áo che mặt và không biết màn khiêu khích của Haaland. Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ chỉ trích Haaland có hành vi thiếu tôn trọng nhưng không nhận án phạt nào từ trọng tài. Sau khi Arsenal giao bóng trở lại, Haaland băng lên huyết vai Thomas Partey như một cách trả đũa cho vụ cai Havertz hút Rodri lúc đầu trận, châm ngòi màn ẩu đả của cầu thủ hai đội. Tiền đạo Na Uy đã xô xát với cả Ben White, Jakub Kiwi và Gabriel trước khi trọng tài can thiệp. Haaland được cho đã nói cút đi với Kiwi, rồi quay sang chế nhạo cầu thủ 17 tuổi Mims Anthony Luis Kelly khi hỏi tên quái nào đây. Luis Kelly được huấn luyện viên Mikel Arteta đưa vào thay Jurrien Timber bị chấn thương ở phút bù. Sau khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, Haaland tiếp tục lời qua tiếng lại với Gabriel Jesus và hỏi với mày đang nói cái quái gì vậy. Những hành vi cuối trận khiến Haaland hứng chỉ trích. Đó chính là lý do Haaland sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng của tôi. Trận này, Haaland mở tỷ số ở phút 9 để cán mốc 100 bàn qua 105 trận khoác áo Man City trên mọi đấu trường. Sau đó, lần lượt Ricardo Calafiori và Gabriel Magalhães lập công, đưa Arsenal dẫn ngược. Tuy nhiên, đội khách sau đó phải thi đấu thiếu người, do Lindro Trossard dính thẻ vàng thứ hai. Sang hiệp 2, được thi đấu hơn người, Man City áp đảo và gỡ hòa từ cú đá bồi của John Stones ở phút bù thứ 8. Đây là trận thứ tư liên tiếp Arsenal không thua Man City trên mọi đấu trường. Mùa trước, họ thắng bằng loạt luân lưu ở trận tranh siêu cúp Anh, thắng 1-0 trên sân nhà Emirates và hòa 0-0 tại Etihad ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Arsenal cũng chưa thắng trên sân Etihad tại ngoại hạng Anh kể từ tháng 1 năm 2015, khi họ ra về với kết quả 2-0 nhờ công Santi Carola và Olivier Giroud. Trong khi đó, Man City nối dài mạch bất bại trên sân nhà tại ngoại hạng Anh lên 48 trận, kể từ trận thua Brentford 1-2 hồi tháng 11 năm 2022. Đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola giữ đỉnh bảng với 13 điểm, còn Arsenal tụt xuống thứ tư với 11 điểm, kém hai đội đứng ngay trên là Liverpool và Aston Villa 1 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.